Dạ vâng, mến chào tất cả quý chú anh chị đã quay trở lại kênh channel của Thiện Dubai TV. Thì lớn đầu nói đầu tiên cho phép em gửi lời chào, lời chúc sức khỏe cũng như là lời chúc bình an đến tất cả quý chú anh chị một ngày cuối tuần hạnh phúc bên gia đình nha. Thì hôm nay là ngày 12 tháng 6 năm 2022. Thì em cũng xin là đưa những cái thông tin và chúng ta cần phải lên án trong vài ngày sắp tới. Thì mọi người biết đó, nhà ông nội bây giờ cho tới bây giờ là họ chưa bao giờ hề hối cải, là ăn năn tội đấy. Họ đã sát hại chính đứa cháu ruột của mình mà họ làm như là họ không vô tội. Mọi người thật sự là rất là bức xúc, rất là phẫn xúc, cho nên hôm nay em phải lên đây nói. Mọi người biết đó, gia đình nhà dì ghẻ cũng như là gia đình nhà nội luôn luôn dốc sức tìm những cái bằng chứng giả để cứu những đứa con của mình. Thì hiện tại là thằng Thái đang trong tù, đang rất là ngáo đá mọi người. Kiểu có người cho nó chơi đồ hay sao á, mà tất cả các đàn em của thằng Thái đang rất là sợ nó. Tại vì nó bị khùng, nó nổi điên lên là nó sẽ đập những cái tù nhân mà đi theo thằng Thái á. Đó mẹ, thật sự là em cũng không hiểu vì sao. Đấy, hiện tại em đang ở trên một cái sân thượng của một căn chung cư. Thì hiện tại là cũng đang đi công việc mọi người, nên cũng tranh thủ là lên đây để đưa tin cho tất cả quý chú chị. Thì mọi người biết, vài ngày vừa rồi mọi người, là con dì ghẻ này đang rất là bú láo và hống hách. Thì theo em được điều tra mọi người, thì con dì ghẻ này đang rất là tự tin trước cái bản án mà nó sắp nhận tới. Thì có rất là nhiều quý cô chú chị hỏi em rằng tại sao lại xử lâu đến như vậy, tại sao lại nói đi nói lại. Đấy, cái thứ nhất, nếu mà chúng ta im lặng cái vấn đề này á, thì cái vụ án này chắc chắn là sẽ bị loại bỏ tội phạm 100%. Tại vì sao? Tại vì nếu mà chúng ta không lên án ấy, thì làm sao có phiên tòa xét xử mở cho chúng ta được. Nếu mà chúng ta không lên án á, thì làm gì có thể là đòi lại công bằng cho bé Vân An được. Mọi người suy nghĩ đi. Bé Vân An đã mất phải 8 tháng nay rồi mà phiên tòa chưa có một phiên tòa xét xử chính thức. Thì mọi người nghĩ đi, nếu mà chúng ta không lên tiếng thì chắc chắn cái vụ án này chìm luôn rồi. Và thậm chí thằng Thái và con dì ghẻ này đã ra khỏi tù từ lâu rồi, chứ không phải là tới bây giờ ở đâu. Đấy, cho nên là nếu mà nó ra tù á mọi người, làm cái vấn đề rất là nguy hiểm cho xã hội. Tại vì mọi người nghĩ đi, nếu mà nó ra tù thì nó sẽ có thể sát hại những con em của chúng ta. Đấy, gian sơn khó đổi, bản tính khó rời mà mọi người. Nếu mà ra tù thì rất là nguy hiểm cho xã hội. Cho nên là chúng ta phải cùng nhau lên án, cùng nhau lên án tới cùng, phải nói đi nói lại để cho vụ này không hề chìm xuống được. Thì hiện tại các trang báo chính thống, trang báo lớn của Việt Nam đã bị gia đình thằng Thái là bịt mắt dư luận rồi. Thì hiện tại không còn ai kêu gọi cộng đồng là đòi lại công bằng cho bé, thậm chí các YouTuber. Thì em không biết là các YouTuber kia tại sao lại không lên án nữa. Đấy, thật sự là em đang phải suy nghĩ mấy ngày nay. Phải chăng là họ đã bị khử rồi hay không? Phải chăng họ đã bị đàn em thằng Thái hay là đàn em của thằng ông nội khử rồi hay chăng? Mà tại sao lại không ấy nữa? Mà em mặc dù nha, mặc dù vẫn gọi điện đe dọa, chửi bới hàng ngày, hàng giờ, nhưng mà em là vẫn cố gắng là đưa tin cho tất cả mọi người. Tại vì em đã theo vụ này tới cùng là em sẽ không hề bỏ cuộc được. Cho nên là tất cả quý chú anh chị hãy cố gắng vững tin, cùng nhau đòi lại công bằng cho bé Vân An nha. Thì hôm nay là ngày 12 tháng 6 rồi, thì chắc hẳn là trong vài ngày sắp tới là sẽ phiên tòa sẽ xét xử. Thì em đang đợi cái lịch mà phiên tòa sẽ công bố mọi người. Thì trước tiên là phải nói đến nhà ông nội bây giờ. Nhà ông nội bây giờ đang rất là ngông cuồng. Thì hiện tại là ở chung cư, nhưng mà vì nhiều người soi mói, nhiều người chửi bới quá, nên ông đã dọn xuống về quê ông ở. Và ông bây giờ đang ráo riết là truy tìm chị Hạnh mọi người. Truy tìm chị Hạnh để có thể là hối lộ hoặc là ám sát hay là đe dọa gì đấy, em không biết. Nhưng mà em nghĩ rằng á, nếu mà ông tìm chị Hạnh á, thì chắc chắn ông sẽ tìm cách để có thể là chị bịt mồm chị Hạnh lại, để cho chị Hạnh không có mặt ở phiên tòa. Để làm sao? Để mà có thể tại chị Hạnh biết hết tất cả cái bí mật của thằng nhà đình thằng Thái làm ăn phi pháp như thế nào, cũng như là biết tất cả bí mật của thằng Thái đấy. Cho nên là hắn không thể chối bỏ tội được. Đó chính là lý do vì sao ông phải tìm cái chị Hạnh để có thể là kêu gọi, yêu cầu chị im lặng trước phiên tòa, để cho thằng con trai của ông có thể là ra tù một cách sớm nhất có thể.
thì ông này ông ngang ngược mọi người. Ông này thật sự là ông bị điên. Thật sự là không biết là nhà nó có bán ma túy hay là bán đá không mà ông bị khùng thật. Gia đình người dân tới thắp nhang cho bé Vân An thì ông lấy xô nước trong nhà và xô nước mà lau nhà xong mọi người. Ông đổ xuống tất cả người dân mà đang thắp nhang cho bé. Đấy, ông đổ xuống vào đầu người dân. Thậm chí là ông còn không thương xót tới bé Vân An. Mọi người nghĩ đi. Khi mà thằng Thái sát hại bạo hành bé Vân An suốt mấy tiếng đồng hồ, lôi vào nhà tắm là sao? Lôi vào nhà tắm, dìm bé xuống nước bồn cầu, hiếp dâm, đấy, dì ghẻ, lột hết quần áo bé ra, chui vô chuồng chó, đánh đập dã man, chui vô chuồng chó, ăn cơm chó, uống nước chó, đấy, thậm chí là bắt bé lau dọn nhà, đấy, nhà lau dọn kỹ càng, đấy. Nhà lau dọn phải sạch sẽ, không lau dọn sạch sẽ là không cho gặp mẹ. Thậm chí còn đánh đập dã man nữa. Đó là lý do vì sao em đang rất là bức xúc về cái cặp đôi gian phu dâm phụ này. Cộng thêm nhà ông nội nữa là một cái thằng trực tiếp gián tiếp sát hại đứa con của mình. Đấy, cho nên chúng ta đừng bỏ qua cái nhà nội nha mọi người. Đừng bỏ qua cái nhà nội. Đây. Cùng nhau lên án, đòi lại công bằng cho bé Vân An tới cùng nha mọi người. Chỉ còn vài ngày sắp tới thôi, chúng ta đang sắp là thành công rồi. Hy vọng mọi người hãy cùng nhau lên án, đồng hành cùng em trong công cuộc chống lại cái ác này. Thật sự là mới nay em cũng rất là mệt mỏi. Mệt mỏi cái thứ nhất là vì nhà nó đã gọi điện đe dọa em. Mệt mỏi cái thứ hai là tại sao cho tới giờ phút này mà nó còn chưa chịu nhận tội với cái hành vi dã man của nó. Em đoán nha, không biết là thằng ông nội nó có hiếp dâm bé Vân An hay không. Tại vì ông này có sở thích rất là khác người mọi người. Tại vì mọi người nghĩ đi, đã có máu lặn rồi, đã là có tâm trí của một kẻ sát nhân rồi thì rất có thể là ông này sẽ làm chuyện đó. Đó là lý do vì sao mà con dì ghẻ lại đánh vào vùng kín bé Vân An nhiều như vậy. Đó cái điều đó mà chúng ta nên phải suy nghĩ nha mọi người. Tại vì đây không phải là vụ án đơn giản thuần đâu. Không phải đơn thuần mà tất cả các trang báo trên toàn thế giới đều lên tiếng đâu. Đấy, cho nên chúng ta phải suy nghĩ về cái vấn đề này. Cái vấn đề thứ hai ấy mọi người, là các trang báo chính thống bây giờ là đang rất là bị mua chuộc. Hy vọng là tất cả của chú anh chị có thể cùng em. Tại vì chúng ta sẽ coi như một cái nhà báo đi. Mỗi người trong cái xem cái video này có thể là được xem như là một cái nhà báo đi. Mỗi người một tiếng nói đấy, mỗi người có thể tương tác mạnh mẽ kênh cái video này giúp em, là video này có thể có tương tác thì tất cả mọi người sẽ có thể là có khả năng là góp vào tiếng nói đấy, để trong cái phiên tòa sắp tới là em sẽ có bằng chứng cũng như là dựa vào tất cả cái comment của quý cô chú anh chị có thể là tố cáo tụi nó không thể chạy tội được đấy. Thì thật sự là rất là buồn. Mọi người chưa thấy được cái hình ảnh mà bé Vân An bị sát hại, mọi người chưa hiểu đâu. Thì trên cái chung cư vừa rồi ấy, ở cái chung cư vừa rồi là đang có rất rất nhiều tiếng vọng của bé Vân An. Có vẻ là oan hồn của bé Vân An chưa siêu thoát được. Thậm chí là người dân xung quanh đang rất là ám ảnh. Tại vì cái căn hộ đó là rất là vắng bóng và bây giờ là không còn ai ở nữa. Người giúp việc cũng rời đi rồi. Người giúp việc tới cô giúp việc, tất cả các lao công ở Hà Lan nó đều đã nghỉ hết. Thì rất là vắng bóng và rất là đáng sợ. Thì chắc hẳn là mọi người đang thắc mắc là tại sao em không thể lên được cái căn nó quay cho mọi người xem. Thì hiện tại là em có đến, nhưng mà chỉ đến ở dưới sảnh của chung cư thôi. Không thể quay được, tại vì mọi người nghĩ đi, bảo vệ nó canh gác nghiêm ngặt như vậy, cộng thêm người nhà hàng Thái, đàn em hàng Thái nó canh gác nữa, thì sao mà chúng ta có thể lên mà lấy được cái thông tin điều tra được, đúng không ạ? Sao mà chúng ta có thể truy xét được cái dấu vết mà bạo hành bé trong cái căn hộ đó được? Nên là chúng ta phải cân nhắc. Tại vì bây giờ bé Vân An đang không thể siêu thoát được. Các thầy tu trong chùa cũng đã nói như thế. Thì hy vọng mọi người hãy cùng nhau đòi lại công bằng cho bé Vân An nha. Tại vì em rất là thương cho bé, cũng như là thương cho mẹ của bé và chị Hạnh.
đang ở dưới quê, vùng quê Vũng Tàu của mọi người, đang rất là khóc nấc mọi người, khóc nấc mà nói không nên lời, thì chỉ biết là kêu gọi cộng đồng thôi. Cho nên là em phải lên đây kêu gọi cộng đồng là đòi lại công bằng cho bé Vân An. Đấy, chúng ta càng nhau lên tiếng thì khả năng thành công sẽ càng cao. Đó là lý do em làm cái video ngày hôm nay. Thì mọi người ai mà có yêu quý bé Vân An á, hãy comment phía dưới, thì em sẽ thay mặt tất cả mọi người, mỗi người một cái comment. Đấy, mỗi người, những ai mà comment phía dưới, em sẽ thay mặt tất cả mọi người, mỗi người một nén nhang để có thể thắp cho bé Vân An, cầu nguyện cho bé siêu thoát. Tại vì bây giờ trong chùa là không còn là một ai tới quan tâm bé Vân An nữa. Trong chùa bây giờ rất là vắng tanh. Thì chùa, cái chỗ hũ cho cốt bây giờ của bé Vân An là hiện tại đang ở quận 4 nha, quận 4 thành phố Hồ Chí Minh. Thì ai mà có tấm lòng thì hãy tới đó thắp cho bé, để cho bé bớt cô đơn và mong bé siêu thoát. Hy vọng chúng ta sẽ đòi lại công bằng cho bé sớm nhất có thể, để có thể là cho bé mau siêu thoát nha mọi người. Xin cảm ơn tất cả mọi người đã quan tâm theo dõi và lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.